Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đừng bắt con phải lựa chọn. Nếu thiếu mẹ con cũng không sống được, nhưng con cũng không thể sống thiếu Phương Đinh. Con yêu cô ấy. Ninh là vợ con, là mẹ của các con của con. Nhìn lên đồng hồ, thấy cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Bà Thơm mới mát mẻ. Thôi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Anh đi đi. Vào với vợ yêu quý của anh. Từ hôm nay trở đi, tôi hứa sẽ không tham gia bất cứ câu nào về cuộc sống của vợ chồng anh cả. Tôi sẽ câm, mù, điếc. Anh yên tâm chưa? Nói là nói như vậy, nhưng Dĩ Khang đi rồi bà Thơm mới nghĩ lại. Không phải bà sợ hay không dám làm, song bà biết tính thằng con trai này, nó rất cương quyết. Đã muốn gì là phải thực hiện cho bằng được. Nếu bà không nhượng bộ, nó dám bỏ đi lắm chứ. Là một giám đốc thành đạt trên thương trường, lại sở hữu trong tay nhiều nhà cửa đất đai, thì việc đưa vợ con đến sống ở một nơi khác không thành vấn đề đối với anh. Vài ngày sau Phương Linh được xuất viện. Trước đó bà Thơm đã phải xuống nước mà ngọt nhạt với Dĩ Khang để anh không bỏ đi. Dĩ Khang tức mẹ mà nói vậy thôi. Chứ thực tình anh không muốn như vậy. Là một người rất thương mẹ, yêu vợ, nên anh chỉ muốn mọi chuyện êm đềm. Ngoài Dĩ Khang ra thì Gia Bảo và Nguyệt Cát thấy mẹ về thì vui mừng như hội. Chúng tung tăng và cười nói suốt ngày. Khó khăn lắm bà Thơm mới chấp nhận được thực tế. Đành phải tìm cơ hội khác vậy. Nhờ có người chồng tuyệt vời, luôn túc trực bên cạnh, cùng với tình yêu thương vô bờ bến của Dĩ Khang, mà Phương Linh phục hồi một cách thần kỳ. Cô đã trở lại là mình của trước kia đến 90%. Chỉ có điều Phương Linh không hay nói, cười như trước, mà có phần chín chắn và kiệm lời hơn. Cô cũng đã nhớ lại việc Thảo Nguyên chẳng may chết yểu 3 năm về trước, nên cũng không còn phản ứng gay gắt như xưa nữa. Chiều nay là một ngày rất đặc biệt đối với Phương Linh, bởi đây là lần đầu tiên sau 3 năm, bình thường cô mới chính thức được chồng đưa đến chùa Phụng Sơn thắp nhang cho con. Khi đi đến bàn thờ đặt những bình tro cốt với khói nhà nghi ngút, Dĩ Khang chỉ vào một bình tro hình đóa sen hồng và nói với vợ. Con đây em. Con gái ơi, ba mẹ đến thăm con đây. Con hãy phù hộ cho ba mẹ thật nhiều sức khỏe và gia đình của mình luôn bình an, hạnh phúc con nhé. Cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt đã chảy tràn trên khóe mi xinh đẹp của Phương Linh. Cô nức nở và nói với con. Thảo Nguyên, đồng cỏ bé nhỏ của mẹ, sao con nỡ bỏ ba mẹ đi sớm như vậy? Sao con không chờ mẹ dậy mà con đã vội vã bỏ mẹ đi? Đến tận ngày hôm nay, mẹ vẫn không tin được rằng con gái mẹ đã chết. Mẹ vẫn chỉ tin rằng con đi xa một thời gian thôi, rồi con lại về với ba mẹ và các em, có phải không? Bình tĩnh đi em, con mình đã ăn nghỉ rồi, không thể về được nữa. Em cứ như vậy, con sẽ không thể yên tâm siêu thoát. Em đừng buồn, hãy cầu nguyện cho con của chúng ta mau được về siêu sinh. Không, em không tin là con bé đã chết. Nó chỉ đang chơi trò ú tim với em thôi phải không? Con trả lời mẹ đi, con chưa chết có đúng không? Chỉ cần con vẫn còn sống, thì mẹ vẫn sẽ chờ con. Đến bao nhiêu lâu cũng được, mẹ sẽ chờ con trở về. Sợ vợ xúc động quá mà phát bệnh, Dĩ Khang phải trấn an. Em hứa với anh lúc đi thế nào? Em không được xúc động quá. Nếu em cứ như thế này, lần sau anh sẽ không đưa em đến gặp con đâu. Em biết mà. Em nghe lời anh, nhưng em muốn anh giúp em một việc. Em nói đi. Bất cứ việc gì, anh cũng sẽ thực hiện yêu cầu cho bằng được. Chỉ bằng 3 từ cuối cùng ấy, Phương Linh ngoan ngoãn lau nước mắt rồi nhẹ nhàng. Em muốn được nhìn thấy con một lần, cho dù bây giờ nó chỉ là cát bụi. Anh hãy lấy bình cho cốt của con xuống đây cho em, nhanh lên. Dĩ Khang không lường được tình huống này, miệng anh á khẩu, chân đứng lặng đi như trời trồng. Mãi sau anh mới thốt lên được một câu. Không được đâu em. Cái gì anh cũng có thể làm được cho em, nhưng đây là chuyện tâm linh. Hãy để cho con yên nghỉ, đừng đụng vào đó em ạ. Nếu anh không lấy xuống, em sẽ xin phép sư trụ trì để được nhìn con lần cuối. Vậy là anh đã thua.
mắt trước mắt sau không thấy ai. Vì hôm nay là ngày thường nên khách đến viếng chùa cũng ít. Vào giờ hành chính, thành ra chùa rất vắng vẻ. Biết là không thể làm khác được, Dĩ Khang liền chắp tay miệng lẩm nhẩm Nam Mô Di Đà Phật và khấn nguyện ba hồn chín vía con gái, rồi anh khẽ kiễng chân lên với lấy hũ cho cốt của Thảo Nguyên và đưa cho Phương Linh. Cô đón lấy chú cho cốt, nhẹ nhàng áp nó vào ngực mình, rồi đưa lên ngang mặt áp má mình vào đấy. Miệng cô khe khẽ hát lên những lời du ả ơi quen thuộc. Bất ngờ Phương Linh mở hũ cho cốt ra và nhìn sâu vào trong ấy. Chưa tin vào mắt mình, cô bắt chồng phải soi đèn pin vào. Xăm soi một lúc mới đưa lại hũ cho cốt cho chồng, để vào chỗ cũ, rồi từ biệt sư thầy để ra về. Suốt chặng đường từ chùa trở về, Phương Linh không hề nói lên một câu. Cô đang mải suy nghĩ và đặt ra tình huống. Liệu thứ bột màu xám trong cái hũ kia có phải là con gái cô không? Có gì đảm bảo và chắc chắn cho điều ấy? Trong khi đúng lúc cô ngủ vùi, thì Thảo Nguyên lại xảy ra chuyện. Tại sao bà Thơm không gọi cô dậy, mà lại cùng Tài âm thầm đưa con đi cấp cứu? Và trong suốt mấy ngày hôm ấy, cô chưa một lần được vào thăm con, mà chỉ biết tin qua điện thoại của mẹ chồng. Tại sao sự việc lại xảy ra đúng thời điểm Dĩ Khang đi công tác nước ngoài mà không phải là vào dịp khác? Có quá nhiều nghi vấn xảy ra xung quanh cái chết của con, mà trước nay vì đau buồn cô không hề bao giờ đặt dấu hỏi. Cô biết, để nghi ngờ một người không có chứng cứ thì hoàn toàn vô lý. Hơn nữa, người ấy lại là mẹ chồng của cô và là bà nội của bọn nhỏ. Liệu có đáng hay không? Mặc dù biết bà Thơm không hề tốt với mình, luôn bắt bẻ và nặng nhẹ con dâu mỗi khi có dịp, nhưng để tưởng tượng ra tình huống đây là một kế hoạch mà bà đã sắp đặt từ trước để hại cô thì không bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng đến khi trí nhớ hồi phục cộng với chỉ số thông minh cao thì cô không bao giờ chấp nhận sự thật này. Xong cô phải làm gì đây? Cô biết bắt đầu từ bao giờ đây? Thấy vợ nãy giờ vẫn ngồi im tư lự, sợ vợ buồn, Dĩ Khang nói: hay để anh búc vé vợ chồng mình đi du lịch nước ngoài một chuyến. Em vẫn thường ước ao đến kinh đô nước hoa của Pháp để ngắm tháp Eiffel còn gì. Anh sẽ đưa em đến đó để thay đổi không khí. Lâu rồi vợ chồng mình chưa đi hâm nóng tình yêu đâu em ạ. Để dịp khác đi anh, em muốn đi làm. Ở nhà bí bách và ngột ngạt lắm. Em đã ngủ quá lâu, em muốn trở lại với công việc. Em rất nhớ công ty và mọi người. Anh cho em đi làm nhé. Việc Phương Đinh hồi phục một cách nhanh chóng làm cho bà Thơm cảm thấy tức tối vô cùng. Việc đó đồng nghĩa với việc cô sẽ là một ngôi sao trong ngôi biệt thự này. Bà chỉ là nhân vật thứ yếu. Hay nói một cách trào phúng thì bà lại trở thành lão Phật gia, là người thừa trong chính ngôi nhà của mình, mặc cho thằng con trai và đứa con dâu mặc sức chăm sóc nhau. Đang tức tối vì chưa có cách nào trị được cô con dâu một cách êm đẹp thì vận may lại đến với bà. Đó chính là vào một ngày đẹp trời, khi vợ chồng Phương Linh đưa con đi chơi ở ngoại thành, chuông điện thoại của bà bỗng đổ vang. Nhìn vào số máy lạ hoắc, một dãy số dài rằng rạc, thì bà biết ngay đó là máy gọi về từ nước ngoài. Nhưng là ai thì bà cũng chịu, vì lâu rồi bà đâu có liên lạc gì với người bên ấy. Tò mò, bà cầm máy lên nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thánh thót như chuông lạc. Alo, xin lỗi cho con hỏi, có phải số máy của bác Thơm không ạ? Một giọng nói rất quen mà bà chợt nhận ra là mình đã nghe rất nhiều lần. Vẫn đúng cái giọng nói này và lâu lắm rồi. Vâng, là tôi đây. Ai đi ạ? Bà cũng rất cất giọng lịch sự. Đầu máy bên kia reo lên. Ơ, đúng là bác rồi. Có nhận ra con không? Con Quỳnh Hương đây. Quỳnh Hương đấy à? Bác tưởng cháu quên mất bà già này rồi chứ. Thế cháu đang ở Mỹ hay là... Dạ, con vẫn đang ở Mỹ. Nhưng con chuẩn bị sẽ về Việt Nam à? Con sẽ đến thăm bác và gia đình. Nhà mình vẫn ở quận 3 chứ hả? Vẫn ở quận 3, nhưng không ở nhà cũ. Bác cho thuê căn nhà trên Trần Quốc Thảo rồi, giờ cũng ở cách đó không có xa. Dạ, con nhớ bác quá. Mà qua bên này công việc lu bu, giờ bớt con mới gọi về thăm được. Bác đừng có giận con nhé. Bà im lặng không nói gì, cô kia lại tiếp. Có lẽ đây mới chính là mục đích của cô. Dạ bác, anh Dĩ Khang có khỏe không ạ? Anh ấy bây giờ sao rồi ạ? Nó bình thường. Còn cháu thì sao? Chồng con thế nào? Mấy đứa rồi? Cô gái bên kia nở miệng cười danh mãnh,
Nhưng bà Thơm đâu có nhìn thấy được vì cô ta đang cách xa bà hẳn nửa vòng trái đất. Dạ, bác hỏi thì con mới dám nói. Con vẫn độc thân ạ. Chuyện dài lắm. Nói ở đây thì cũng không kể hết được. Để khi nào con về Việt Nam, con qua thăm bác. Hai bác cháu mình tha hồ nói chuyện. Thế khi nào về thì nhớ đến bác chơi nhá. Lâu quá rồi. Nhất định con sẽ đến. Con sẽ có quà cho bác. Nhưng con đến thì có ngại gì không ạ? Con sợ vợ anh Khang hiểu lầm. Có gì mà lầm? Còn cứ khéo lo. Không lấy được nhau thì làm bạn tốt, có cái gì đâu nào. Dạ, vậy con chào bác ạ. Khi nào về con sẽ alo trước ạ. Cúp máy, bà Thơm bấy giờ ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Chợt, ánh mắt bà đanh lại. Bà lẩm bẩm. Có thế chứ. Quỳnh Hương là người vừa gọi điện cho bà Thơm, chính là cô gái cách đây gần chục năm chết mê chết mệt Dĩ Khang của bà. Nhưng ngày nấy thấy cô này dạn dĩ quá, hơn nữa Dĩ Khang chê cô ta có vẻ dễ dãi nên bà cũng không thích. Con gái độc thân mà cứ đến nhà con trai suốt coi sao được. Bị Dĩ Khang phản đối ra mặt, Quỳnh Hương cay cú lắm. Cô ả đã tìm đủ mọi cách vẫn không thay đổi được tình thế. Nhất là khi thấy anh yêu Phương Linh, một người vừa xinh đẹp lại giỏi giang hơn cô về mọi mặt, thì cô càng tức tối. Bẵng đi một thời gian Dĩ Khang cưới vợ, biết là không còn cách nào khác, Quỳnh Hương chấp nhận bỏ cuộc. Bà Thơm nghe tin cô đã đi Mỹ, nhờ có người làm mai cho một anh chàng Việt kiều thì phải. Ngày đó, vì không có thiện cảm với Quỳnh Hương nên bà cũng không quan tâm lắm. Nhưng nay thì khác, bà đang cần cô ta xuất hiện để đánh giúp bà một ván cờ. Biết là mạo hiểm nhưng cứ thử xem. Dung đùi đắc ý vì âm mưu mình vừa ủ, bà Thơm khẽ nhấp một ngụm trà Tam Thất, rồi nét mặt tươi trở lại. Lần này để xem mày có thắng nổi bà không. Còn trời đánh. Trong khi đó Phương Linh không hề biết một âm mưu đang được răng ra nhắm vào mình. Liệu cô có bảo vệ được hạnh phúc của mình hay không, khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng đâm sau lưng. Một tháng sau Phương Linh đi làm lại. Cô là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tài chính nước ngoài, nên ngoài năng lực về chuyên môn còn đòi hỏi người nắm giữ vị trí này thông thạo ít nhất hai loại ngoại ngữ trở lên. Phương Linh không những đủ tiêu chuẩn về mặt này, thậm chí cô còn vượt trội vì ngoài thông thạo tiếng Anh cô còn giỏi cả tiếng Nhật và tiếng Hàn, hai thị trường tiềm năng của công ty. Chính vì vậy, trong thời gian nghỉ việc hơn 3 năm, xong vị trí cô nắm giữ trước đây giờ cậu phó phòng đảm nhiệm, nhưng cũng chỉ là quyền trưởng phòng chứ chưa được bổ nhiệm chính thức. Nay thấy Linh đi làm lại, ban điều hành công ty đều chào đón cô rất nhiệt tình. Vì là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài nên họ đánh giá năng lực của cấp dưới rất khắt khe. Phương Linh có thời hạn thử việc 3 tháng. Nếu vẫn chứng tỏ được năng lực vượt trội như trước thì lúc đó cô sẽ được phục hồi chức vụ. Sau một tuần đi làm thấy vợ rất vui vẻ và năng động, y như bản tính của Linh ngày trước, Dĩ Khang rất vui. Anh cảm thấy thật may mắn khi có một người vợ vừa đẹp lại giỏi giang như vậy. Tổ ấm của họ đã bắt đầu tràn ngập tiếng cười. Ngôi biệt thự bừng lên sức sống mới vì các bàn tay chăm sóc khéo léo của cô chủ trẻ. Với diện tích hơn 1.000 m², nên khi bước chân vào nhà Dĩ Khang, mọi người đều phải choáng ngợp bởi sự tinh tế của chủ nhân. Bao quanh biệt thự là một khu vườn sinh thái nhỏ có hồ bơi, phòng gym và là nơi vui chơi cho hai con. Bên ngoài khuôn viên, Phương Linh trồng và tự tay chăm bón rất nhiều hoa, nào là hoa hồng, hương tiền, cẩm tú cầu, lưu ly và hoa mẫu đơn, nên lúc nào cũng có đủ loại hoa khoe sắc. Bà Thơm đang ngồi xem phim trên tivi thì nghe tiếng điện thoại, giận mình khi nhớ ra số của chủ máy. Alo, là con đây. Bác vẫn khỏe chứ ạ? Bác có nhà không ạ? Quỳnh Hương đấy à? Bác khỏe, đang ở nhà. Cháu về Việt Nam rồi hả? Dạ, con về hôm qua. Hôm nay tính qua thăm bác. Bác cho con địa chỉ, con đến liền. Đọc địa chỉ cho Quỳnh Hương xong, bà ngồi đợi. Vì Hương chạy từ quận Bình Thạnh qua, chắc cũng phải mất một lúc lâu. Gọi người giúp việc chuẩn bị sẵn bánh kẹo và trái cây cho khách xong xuôi, bà mới gật gù và nhẩm tính những kế hoạch trong đầu. Nửa tiếng sau có tiếng chuông cửa. Chị Ba ra mở cổng thì thấy một cô gái ăn mặc trẻ chút rất modern, mới hỏi xem cô tìm ai, vì tưởng cô này vào nhầm nhà, nhưng đã thấy bà Thơm bước ra đến nơi.
là khách của tôi đấy. Chị vào chuẩn bị nước đi. Quỳnh Hương chào bà Thơm rồi bước theo vào. Cô thực sự choáng ngợp trước cơ ngơi to lớn và sang trọng của Dĩ Khang. Bụng thầm nghĩ, không ngờ mình chỉ mới ra nước ngoài 7 năm mà anh ấy đã giàu có cỡ này rồi. Quả không hổ danh là một ông chủ thành đạt. Bày ra một ít quà mà mình đã mua sẵn trong những lần giảm giá bên Mỹ, tặng bà Thơm để tạo nên sự thân mật. Lúc này Quỳnh Hương mới có dịp ngắm kỹ nội thất ở trong nhà. Quả là rất đẹp và sang trọng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Quả liền nói với bà Thơm. Nhà bác đẹp quá ạ. Thế này thì đâu có kém gì nước ngoài. Con nhìn mà cũng phải cảm thấy choáng ngợp đấy. Bà Thơm vốn là người luôn thích được khen và muốn hơn người khác, nên nghe cô nàng nói vậy thì mát dạ lắm. Khi xây căn biệt thự này lên, Thành Dĩ Khang phải thuê kiến trúc sư và đội ngũ kỹ sư xây dựng. Mọi phác thảo đều được thiết kế 3D, cho nó duyệt trước. Cái nào không đồng ý là phải làm lại. Nên để hoàn thiện cái nhà này phải mất cả năm đấy cháu ạ. Thế thì chắc phòng ốc cũng đẹp lắm bác nhỉ? Nếu cháu không chê thì bác sẽ dẫn cháu đi coi thử một lượt. Quá đúng ý mình, Quỳnh Hương nhanh chân đi theo bà Thơm vào các phòng, mặc cho bà giới thiệu. Cô ta cũng chỉ ậm ừ hoặc khen cho có lệ. Cái chú ý nhất đối với ả chính là căn phòng của Dĩ Khang. Để xem nào. Đến phòng của vợ chồng Dĩ Khang, bên trong khóa cửa, vì hai vợ chồng muốn có không gian riêng, nên khi không có nhà, anh và Phương Linh đều khóa lại. Mới đầu bà Thơm rất khó chịu, nhưng cũng đành thôi. Hơi lưỡng lự một chút, nhưng chẳng lẽ các phòng giới thiệu được mà phòng này lại không? Bà đưa chùm chìa khóa vào. Cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt Quỳnh Hương là một bức ảnh treo tường của vợ chồng Dĩ Khang. Nhìn thấy Phương Linh xinh đẹp, e ấp nép vào người chồng mà cô ta cảm thấy nóng mắt. Căn phòng cứ như một thế giới hạnh phúc thu nhỏ của cặp uyên ương. Với cách bài trí cực kỳ thông minh và nghệ thuật, đủ thấy chủ nhân là một người rất khéo léo và tinh tế. Bà Thơm mải huyên thuyên giới thiệu, nên không hề để ý đến nét mặt của Quỳnh Hương, đã dần đổi màu từ đỏ sang tái. Cô ta nắm chặt tay để kìm nén sự ghen tị và tức tối trong lòng. Một âm mưu đen tối đã lóe lên trong đầu cô ả lắm chiêu trò này. Từ hôm đó trở đi, Quỳnh Hương hay đến chơi với bà Thơm. Cô ta luôn biết cách lấy lòng. Từ thái độ chỉ coi cô ả là một quân cờ. Xong cuối cùng bà Thơm lại dần thay đổi cách nhìn về Hương. Bà nghĩ bụng. Con bé này cũng được đấy chứ. Càng tiếp xúc, mình lại càng thấy nó không đáng ghét như ngày xưa. Mà con bé này cũng tình cảm. Và bà Thơm đã đổi cách xưng hô từ cháu sang con với Hương lúc nào không hay. Một điều rất lạ là, tuy Quỳnh Hương đã đến chơi với bà Thơm cả 6-7 lần, nhưng chưa lần nào đụng mặt Dĩ Khang hay Phương Linh cả. Đơn giản là vì những thời điểm đó hai người đều ở công ty. Buổi tối cả nhà quây quần ở bên nhau, thì Quỳnh Hương lại không đến. Lần này cũng vậy, khi Quỳnh Hương đến chỉ có người giúp việc, bà Thơm và Tài ở nhà. Cô ta không thích Tài. Vì nghĩ anh chỉ là người ở nhờ, sự nghiệp lại chỉ nhàng nhàng là một nhân viên kinh doanh của công ty địa ốc, nên không hề để vào mắt. Tài cũng không có cảm tình với Hương, vì thấy cô này hay đến chơi với bà Thơm. Mới đầu, anh ta cũng không để ý, nhưng giết rồi cũng cảm thấy rất là khó chịu. Xong chưa có cớ gì để mà đổi khéo. Nhưng hôm nay thì khác, Tài được nghỉ buổi sáng, vì chiều mới phải dẫn khách đi xem dự án của công ty. Bình thường mà Hương đến, anh ta có ở nhà thì cũng đưa vào trong. Sao hôm nay lại khác? Khi Hương đi vào vẫn thấy Tài ngồi phòng khách. Cô nàng ngứa mắt lắm mới nói kích một câu. Anh Tài nay rảnh nhỉ? Bao năm Hương đi xa, mà giờ về vẫn thấy anh không thay đổi mấy. Tưởng anh phải con đùm con đề rồi chứ. Hay là để Hương giới thiệu cho một em nhé. Đàn ông mà chưa có vợ dễ bị hư lắm đấy. Mẹ bố có còn rảnh. Chọc ngoáy đại đời bố mẹ. Tài nghĩ bụng nhưng cũng phang lại một câu. Cô Hương cũng rảnh nhỉ? Về Việt Nam có lâu không? Sao không thấy chồng con đâu mà lại thấy cô đi có một mình à? Câu hỏi thẳng thừng có ý ăn miếng trả miếng của Tài khiến Hương giận tím mặt. Còn bà Thơm lại có ý chờ đợi câu trả lời. Bởi bao nhiêu lần bà muốn hỏi Hương câu này mà chưa hỏi được. Hương biết không trả lời không được liền nói. Em về Việt Nam có một mình thôi, với lại bây giờ em cũng đang độc thân nên đi lại nó cũng dễ. Bà Thơm như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố hỏi một câu.
Vậy ra con đã... Thế đợt này, con về Việt Nam có lâu không? Dạ, cũng tùy ạ. Con có thể đợt này con sẽ ở lại lâu. Tái nghe Quỳnh Hương nói như vậy, thì biết ngay là con này cũng đã giải tán quốc hội rồi. Giờ đến nhà liên tục thế này chắc cũng có mục đích gì đấy. Ông sẽ ngồi xem mày giờ cái trò gì. Đồ giả nai. Biết cô ngồi thêm cũng chả có ý nghĩa gì. Tái lui ra ngoài. Chỉ cho có vậy, Hương liền khai thác bà Thơm. Bác ơi, con đến đây bao nhiêu lần mà chưa bao giờ gặp anh Dĩ Khang cả. Không biết bao nhiêu năm nay anh ấy có thay đổi gì không nhỉ bác nhỉ? Nó ở công ty suốt, chỉ có chủ nhật buổi tối mới có nhà, vợ nó cũng thế. Anh ấy có vẻ yêu vợ bác nhỉ? Con thấy ngưỡng mộ quá. Sao con biết? Dạ, con đoán thôi. Người đó thật là may mắn khi được làm vợ anh Dĩ Khang. Bà Thơm chợt thở dài. Nhưng biểu hiện này không qua được mắt Quỳnh Hương. Cô ả đứng lên, giả vờ nhổ tóc sâu cho bà rồi nói. Ôi, bác có nhiều tóc sâu quá, để con nhổ cho. Cái thứ này mà không nhổ là ngứa lắm. Con toàn nhổ tóc cho mẹ con nên con biết. Ừ, đúng rồi đấy. Mấy khi để con nhổ tóc sâu nhỉ? Hai bác cháu đang chuyện trò rôm rả thì Dĩ Khang về. Vừa đánh xe vào gara, anh bước vào phòng khách. Ngạc nhiên khi thấy vị khách đang ngồi trong nhà. Anh á khẩu mất mấy giây thì quay sang Quỳnh Hương nhoẻn miệng cười lịch sự. Chào em. Em mới về Việt Nam hả? Quỳnh Hương không trả lời mà bước nhanh về phía Dĩ Khang, đỡ lấy cái cặp táp ở trên tay anh. Dĩ Khang không buồn mà nói một câu làm Hương có vẻ lố. Ơ, để anh, em cứ ngồi chơi. Anh vẫn như ngày xưa, không thay đổi mấy, vẫn trẻ trung và phong độ như ngày nào. Vốn không có thiện cảm với cô này từ trước nên anh không thích cô gái này, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải trả lời cho có lệ. Em về Việt Nam có lâu không? Ông xã và bọn nhỏ có về cùng hay là em về một mình? Em đi một mình ạ. Lần này về cũng hơi buồn vì chúng bạn đều bận bịu hết cả. Cũng may còn có bác nên em qua đây chơi ạ. Hôm nay mới được gặp anh. Dĩ Khang không nói gì, anh đi vào phòng riêng và đóng cửa lại. Bên ngoài bà Thơm và Hương vẫn đang nói chuyện rôm rả. Hình như cô ta chưa có ý định về thì phải. Hương vừa nhổ tóc sâu cho bà Thơm, chốc chốc lại liếc mắt về phía cửa phòng Dĩ Khang, nhưng cánh cửa vẫn đang khép chặt. Tưởng như vô vọng thì bất chợt Dĩ Khang bước ra với dáng vẻ loạn choạng. Khuôn mặt anh tái mét, một tay dựa vào tường, một tay đưa lên ôm đầu. Bà Thơm ngẩng lên thấy con trai như vậy thì hốt hoảng. Dĩ Khang, con làm sao đấy? Mẹ, tự dưng con thấy đau đầu quá, chóng mặt và buồn nôn ạ. Bà Thơm liền gọi chị ba giúp việc. Chị ba, mang cái thau lên đây cho tôi mau lên. Nhưng chị ba chưa kịp cầm thau lên thì Dĩ Khang đã nôn thốc nôn tháo ra nhà. Quỳnh Hương thấy không còn cơ hội nào tốt hơn, cô ngả lòng ngay đến đỡ lên Dĩ Khang rồi bảo bà Thơm. Dạ, bác đưa cho con hộp khăn giấy. Rồi cô rút một mớ khăn giấy lau miệng cho anh. Dĩ Khang lúc này đã tái xanh mặt mày, nhưng vẫn cố gắng đẩy Quỳnh Hương ra và đứng lên. Cô ả trấn an bà Thơm. Chắc anh ấy bị trúng gió đấy bác ạ. Giờ phải đưa anh ấy vào phòng, để sức dầu và đánh cả một lúc thì sẽ đỡ thôi ạ. Bà Thơm gật đầu bảo chị ba dọn dẹp chỗ Dĩ Khang vừa ói ra và cùng Hương đưa Dĩ Khang vào phòng. Cô ả đúng là một người cực kỳ dạn dĩ nên nhanh chóng cởi giày và áo của Dĩ Khang ra thay cho anh. Mặc dù rất mệt nhưng Dĩ Khang cũng ý thức được việc Quỳnh Hương sắp làm. Anh đưa tay lên giữ lấy cổ áo, một tay đẩy cô nàng ra. Bà Thơm thấy vậy liền nói, trời ơi, có gì mà con phải ngại, chỉ là cởi áo ra để đánh cảm thôi mà. Bác cứ để con. Bác lấy cho con mượn chai dầu gió và bảo chị ba luộc cho con trái trứng vịt để con đánh cảm ạ. Cô ta nói cứ như một mệnh lệnh, bà Thơm cứ thế mà răm rắp làm theo. Bà vừa đi ra khỏi phòng, Quỳnh Hương đã cúi xuống cởi áo cho Dĩ Khang. Không biết vô tình hay cố ý mà cô ta áp bản bộ ngực đầy khiêu gợi của mình sát mặt anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Khi cởi hết áo của Dĩ Khang ra, nhìn thấy khuôn ngực nở nang của anh, Quỳnh Hương không kìm được mà cũng phải nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cô được đứng gần anh thế này. Ngày trước mỗi lần đến nhà anh, thấy Dĩ Khang cởi trần tập thể thao mà Quỳnh Hương ước ao được nằm trong vòng tay người ấy một lần. Nhưng chưa lần nào Dĩ Khang cho cô cơ hội tiếp cận mình như thế, bởi lúc đó anh đã yêu Phương Linh. Ở trong tình cảnh giờ khóc giờ cười này, anh muốn phản kháng lại thì cũng khó. Cơ thể anh rã rời, toàn thân đau nhức, đôi mắt như muốn khép lại. Anh đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, mà không biết rằng cô ả khốn nạn kia đã tranh thủ hết mức có thể để được gần gũi với mình. Sau khi có được những thứ cần thiết, Hương bắt đầu đánh gió cho Dĩ Khang bằng trứng luộc và một đồng bạc trắng bà Thơm đưa. Sợ cô ngại nên bà ra hiệu cho chị ba ra ngoài. Hương vẫn theo bà Thơm dõi ánh mắt về phía con trai thì cất giọng trấn an. Bác cứ yên tâm, con có kinh nghiệm trong mấy cái vụ này lắm. Đánh cảm xong anh Khang chỉ cần nằm nghỉ mấy tiếng là lại khỏe lại như bình thường. À, bác ơi, bác có... con hơi ngại khi biết chị Linh, mà không biết là chị có hiểu lầm gì không ạ? Không sao đâu con xuất hiện rất đúng lúc. Bác cảm ơn còn không hết, làm sao mà hiểu lầm. Bác có thể làm chứng cho sự trong sạch. Còn giúp bác, để bác ra dặn con ba, không khéo nó lại gọi cho vợ thằng Khang về rách việc. Nói xong bà Thơm đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Quỳnh Hương suýt hét lên vì sung sướng. Quả là trời giúp ta rồi. Không ngờ sự việc tưởng khó khăn cuối cùng là dễ dàng đến thế. Cô ả hồ ly liền nhanh như chớp đi ra chốt ngay cửa phòng. Khi đã yên tâm không ai quấy rầy, cô ta liền cởi hết quần áo của mình ra rồi vật ngửa Dĩ Khang lại. Quả là dã tâm của một con cáo thật là kinh khủng. Nằm sát vào Dĩ Khang, giờ đang nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, cô nàng móc ngay chiếc iPhone thời thượng ra rồi ôm lấy Dĩ Khang, một tay bấm điện thoại chụp lia lịa. Cô ta còn cáo đến mức làm như cả hai đang tự ghi lại những thước phim ân ái, nên thay vì mở mắt để nhìn, cô cũng nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng cố tình để lộ phần thân hề hở hang cùng với bộ ngực đầy đặn đã được bơm sửa hết sức gợi dục của mình. Xem lại các bức hình thấy vô cùng ưng ý, lúc này cô ta mới đứng dậy mặc quần áo và đi lại mở chốt cửa, làm nốt công đoạn cạo gió cho Dĩ Khang. Bên ngoài vẫn rất yên lặng, chứng tỏ bà Thơm không ở đó. Nhoẻn miệng cười tinh quái, cô ta nghĩ bụng, để xem anh sẽ hạnh phúc được với nó hay không. Sớm muộn thì anh cũng là của em thôi. Lúc này bà Thơm đang đứng nói chuyện với chị ba làm bếp. Nói là vậy, nhưng thực ra bà đang đứng canh chừng xem cô con dâu đáng ghét có về bất chợt hay không thôi. Nãy giờ chị ba đang định gọi điện cho Phương Linh về, nhưng bà ngăn lại. Chị ba thấy lạ và chẳng hiểu sao bà lại làm như vậy. Thấy đã một lúc lâu rồi mà cô kia chưa ra, thì chị người làm mới xót ruột và bảo bà. Bà ơi, để con chạy vào xem cậu Khang đỡ chưa. Sợ cô Hương ngọ lưới đồ mà không biết ạ. Nó đánh gió chưa có xong đâu. Mà thôi, chị ở đây, tôi vào xem thế nào. Bà Thơm đi vào, nhưng đến gần cửa phòng con trai bà hắng giọng như thể đánh động. Quỳnh Hương bên trong vọng ra. Bác vào đi ạ. Bấy giờ bà ta mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy tấm lưng của Khang tím bầm những vệt gió, Hương được thể suýt xoa. Chúng gió nặng đấy bác ạ. Gió độc thật đấy. Nhưng con đã đánh cảm rồi, chắc một lúc nữa là anh ấy dậy là đỡ thôi. Cảm ơn con nhiều. Nếu mà không có con thì... Dạ, anh ấy đang mệt, nên trưa nay chỉ để anh ấy ăn cháo giải cảm thôi. Và bác đừng có cho ăn cơm nhé. Vậy để bác bảo chị ba nấu cho thằng Khang bát cháo tim cật. Ê chết, cháo tim cật chỉ là người bình thường ăn. Anh ấy đang bị cảm, thân thể mệt mỏi, phải ăn cháo cá lóc với hành, tía tô thì mới có thể giải cảm được ạ. Ừ nhở, thế mà bác nghĩ không ra. Đây là món cháo giải cảm rất công hiệu của người miền Nam. Thảo nào con bé này nó khéo thế. Đưa ánh mắt đầy vẻ cảm động nhìn Quỳnh Hương, bà Thơm bảo. Hay là trưa nay con ở đây ăn cơm luôn, ăn thử cơm nhà bác xem thế nào. Ngần ngừ một lát, Hương cũng nhận lời. Cô ả đánh cô quyết định. Bác ơi, hay là bác bảo chị ba đi chợ
mua cá lóc và hành với tía tô luôn, thêm cả ít ngò gai và rau ngò ôm nữa cho đủ vị, rồi con sẽ trực tiếp nấu cháo cho anh Khang ạ. Được thế thì còn gì bằng nữa. Con tốt quá, con cứ ngồi đây đợi bác một tí. Bà Thơm đi ngay xuống bếp dặn chị Ba rồi chạy lên. Chưa yên tâm về Khang, bà lại chạy vào phòng xem anh thế nào. Thấy Khang vẫn đang ngủ mê mệt, bà hỏi Hương. Sao thằng này nó vẫn chưa tỉnh con nhỉ? Có vấn đề gì không? Bác lo quá, bởi vì chưa bao giờ nó bị như thế này. Không sao ạ, con đã gặp trường hợp này rất nhiều. Trước ba và anh hai con thi thoảng cũng bị, và mẹ của con cũng làm thế này. Bác yên tâm, anh ấy chỉ mệt quá và thiếp đi thôi. Lát nữa nhẹ người, kiểu gì anh cũng tỉnh. Phải công nhận, Quỳnh Hương là một người cực kỳ giảo hoạt và xảo miệng. Cô ta quả là biết lấy lòng bà Thơm. Chưa đó, cô ả đã đóng tròn vai một phụ nữ đảm đang và khéo léo như thế nào. Quả đúng như lời Quỳnh Hương, khi cháo đã được nấu xong tầm gần 11 giờ thì cũng là lúc Dĩ Khang tỉnh dậy. Cựa mình, thấy thân người đau ê ẩm, nhưng đầu đã hết đau. Ngồi dậy mặc áo, anh mới từ từ nhớ ra mọi chuyện. Đưa mũi hít hít, anh cảm nhận có mùi nước hoa khác lạ trong phòng. Chợt nghĩ có thể do mình mệt quá mà tưởng tượng lung tung, anh mới đẩy cửa bước ra. Thấy anh, một giọng nói reo lên. Ôi, bác ơi, anh ấy tỉnh dậy rồi đây này. Rồi lao nhanh về phía Dĩ Khang, Quỳnh Hương giản dĩ. May quá, anh ổn rồi. Anh có còn mệt nhiều không ạ? Khiếp, hồi nãy đánh gió cho anh, em lật qua lật lại, mà anh cũng chả biết cái gì. Thế này á, có quẳng anh xuống ao chắc anh cũng không biết. Cái gì? Em nói cái gì? Em cạo gió cho anh cơ. Đúng rồi con. Con bị trúng gió nặng, ói mửa đầy nhà, rồi nằm quay đơ có biết cái gì đâu. May mà em nó kịp thời cạo gió đánh cảm cho con đấy. Nếu không, chỉ có mình mẹ và chị Ba chắc là cuống hết cả lên. Dĩ Khang ngượng chí cả mặt. Từ hồi sinh niên cho đến bây giờ chỉ có mẹ là người thứ hai, và vợ anh mới là cái người được động vào cơ thể anh. Tại sao cô ta lại có thể? Nhưng mình lại ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể kháng cự. Tuy hơi bất tiện một tí, nhưng cô ta cũng có ý tốt. Thôi thì cảm ơn một câu vậy. Dĩ Khang ngước lên nhìn Quỳnh Hương và nói nhỏ. Cảm ơn em. Không chỉ có vậy đâu, thân Hương nó vào bếp nấu cháo giải cảm cho con nữa đấy. Trời ơi, sao mẹ lại để cô làm như thế? Rồi mẹ còn giữ Hương đến tận bây giờ, ngại quá. Không sao đâu à, em rảnh mà. Nói rồi cô ta đi luôn xuống bếp. Lát sau bê lên một tô cháo nóng và một đĩa cá lóc lên. Cô ta lăng xăng thành thục mọi ngõ ngách trong nhà, khiến Nghi Dĩ Khang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Như kiểu đây mới là chủ nhân vậy. Quá e ngại, anh bảo với chị Ba. Chị cứ để tôi tự xuống ăn, không phải để cô mang lên tận đây đâu. Với lại tôi cũng đã đỡ nhiều rồi. Chị Ba biết ý cậu chủ, liền bê ngay tô cháo đi xuống phòng ăn. Quỳnh Hương đi đến chủ động gỡ cá bỏ vào tô cho Dĩ Khang. Rắc ít tiêu, xúc muỗng bị đút cho anh ăn, thì Dĩ Khang ngăn lại. Ấy, em đừng có làm như vậy, anh ngại lắm. Thế để anh, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm đi. Buổi trưa hôm đó nhà Dĩ Khang náo nhiệt hẳn. Chị Ba thì vẫn nhỏ nhẹ như mọi lần, và thường là chị dọn dẹp và ăn sau cùng, chứ không ăn cùng với mọi người. Chỉ có mẹ anh và cô gái kia là nói chuyện rôm rả. Dáng ăn gần hết tô cháo, Dĩ Khang lên phòng, bỏ mặc bà Thơm và Quỳnh Hương ngồi nói chuyện. Khi anh đi ra, Hương nhìn theo anh với một ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt. Chẳng biết hai người đàn bà một già một trẻ còn nói chuyện đến lúc nào. Nhưng khoảng tầm 3 giờ chiều, khi Dĩ Khang mở cửa ra, thì cô ta đã đi về rồi. Bà Thơm thì luôn miệng khen Quỳnh Hương chu đáo, khéo léo, rồi chép miệng và phá một câu. Giá mà ngày xưa, mẹ suy xét kỹ hơn một chút, thì nó đã là con dâu của cái nhà này rồi. Tiếc là... Sao mẹ lại nói như thế? Mẹ nói như vậy, vợ con nghe thấy sẽ rất buồn đấy ạ. Cho dù cô ta là ai đi chăng nữa, thì con cũng không quan tâm, vì con chỉ yêu duy nhất một người thôi. Nên từ nay, mẹ đừng bảo Hương đến đây nữa. Cô ấy cũng có gia đình, con cũng vậy. Mẹ đừng có để
mọi người hiểu lầm ạ. Con sao thế nhở? Sao lúc nào con cũng xù lông nhím lên là thế nào? Mà cứ động một tí là con lại đem vợ con ra. Mẹ chẳng khác gì là người thừa trong cái nhà này. Mẹ không tồn tại ở cái nhà này nữa phải không? Thật là tức chết đi mà. Con không có ý đó. Nhưng quả thực sáng nay, lúc con bị trúng gió, mẹ cho cố vào phòng ngủ của vợ chồng con rồi để cho người ta cởi áo đánh gió là không được. Con thấy khó coi lắm. Tiếc là lúc đó con mệt quá mà tiếp đi. Nhưng con xin nhắc lại, xin mẹ đừng bao giờ mời cô ta đến đây nữa. Cô ấy không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Thôi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Phí công tôi mang nặng đẻ đau rồi nuôi anh khôn lớn bấy nhiêu năm trời. Để nay được nghe anh trả chiêu cãi giả. Khổ tôi chưa? Bà Thơm bực tức bỏ vào phòng đóng cửa lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà và Dĩ Khang gây nhau. Chỉ vì bà luôn đem con dâu ra so sánh với người khác. Như thế, Dĩ Khang đã chọn nhầm. Hay Phương Linh hèn kém xấu xí lắm vậy? Bên ngoài nghe mẹ con mà đấu khẩu. Chị ba thế nể phục cậu chủ bao nhiêu thì lại bất bình với bà Thơm bấy nhiêu. Tuy rằng đối với chị, bà cũng không khó khăn gì. Tuy giọng điệu có phần trịch thượng của người làm chủ, nhưng chị thấy khó chịu vì thấy bà đối xử bất công với con dâu. Chỉ tội cho cô Phương Linh thôi. Lại nhớ đến cái cô Quỳnh Hương kia, sao mà trừ cháo thế không biết. Càng ngày chị càng cảm thấy ghét người phụ nữ này. Chị cảm tưởng như cô ta đến đây mục đích không hẳn là chơi với bà Thơm, mà chính là muốn tiếp cận Dĩ Khang thì phải. Nếu như thế thì nguy hiểm quá. Chị phải tìm cách khéo léo để cảnh báo cho cô chủ biết. Trong khi ấy, tại một ngôi nhà trong hẻm nhỏ quận Bình Thạnh, Quỳnh Hương đang nằm trong phòng, mắt nhìn xoáy vào màn hình điện thoại. Không biết trong đầu ả nghĩ cái gì mà nở một nụ cười nhếch mép. Trên màn hình hiện ra những bức ảnh được cô ta chụp ở mọi góc độ với Dĩ Khang. Trong một tư thế không còn gì để nói, nhưng nếu tinh ý thì thấy nó có vẻ khiên cưỡng, vì nhân vật nam trong ảnh như có vẻ ngủ rất say. Còn nữ thì giống như kiểu đang diễn trò. Xong, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì cũng thấy nóng mắt thật. Quỳnh Hương về Việt Nam lần này ở hẳn nhà ông anh ruột. Nhà chỉ có hai anh em, nhưng ba mẹ thì đều đã mất cả. Ba mất khi cô đi Mỹ được 2 năm, còn mẹ mới mất hồi năm ngoái. Sở dĩ cô phải kể rõ như vậy vì trước khi về Việt Nam, cô ả đã có vài cuộc điện thoại đường dài nói chuyện với ông anh và bà chị dâu về cuộc sống của cô ở bên này. Khi biết Hương có ý định về Việt Nam ở hẳn, vợ hàng Lô Tiết Trinh rất khó chịu, bởi chị này cũng không hề ưa cái cô em chồng chảnh chọe đó một chút nào. Nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì đường đường chính chính là ba mẹ đã để lại di chúc căn nhà này cho hai anh em. Dĩ nhiên vợ chồng Hoàng là con trai, có nhiệm vụ thờ cúng ông bà nên được hưởng 60% giá trị ngôi nhà. Còn Quỳnh Hương 40%. Hiện tại cô em này cũng đang giữ một bản di chúc có công chứng. Trước đây, thấy Quỳnh Hương mồi chài được tay Việt Kiều và được bảo lãnh qua Mỹ. Nhưng 2-3 năm gần đây, cuộc sống của cô ta cơm không lành, canh không ngọt, nên hai người đã ly hôn. Tưởng rằng với tài đong đưa và uốn ba tắc lưỡi của mình, Hương sẽ chẳng bao giờ phải về Việt Nam. Ấy thế mà đùng một cái cô ta gọi điện nói sẽ về, mà lần này là về hẳn. Trước mắt sẽ ở cùng anh chị, còn như thế nào thì sau này sẽ tính tiếp. Mấy ngày gần đây cứ thấy quần là áo lượt, trang điểm kỹ càng đi đâu đó thì Thuyết Trình thắc mắc. Hỏi chồng thì Hoàng cũng chẳng biết cái gì. Vốn trước đây là một người tính khí thất thường nên cũng ít bạn bè qua lại. Bực mình với cô em chồng chẳng chịu làm gì mà chỉ óng ao nghe ạ. Trình ghét lắm. Chị này bảo chồng: anh xem thế nào? Chứ nhìn cô Hương thế này em thấy không ổn. Đảng bên Mỹ ngon lành không ở, thích về Việt Nam, bỏ con bên ấy cho chồng rảnh rang. Cứ tưởng là sẽ cho luôn vợ chồng mình sở hữu ngôi nhà này chứ. Giờ về đây tính chia phần à? Em bé bé cái mồm thôi, kẻo cô ấy nghe thế đấy. Cứ từ từ xem thế nào đã. Nhưng mà em cũng thấy lạ, nghe bảo bên Mỹ giàu lắm cơ mà. Cố qua bên đó cả 7 năm rồi, sao bây giờ lại về tay trắng? Nó có bao nhiêu tiền thì nó phải khai hết cho em biết đi à? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về
được viết bởi tác giả Điền Nga. Và chúng ta hãy tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi drama tiếp theo khi mà bắt đầu đã có hơi hướng của cái người thứ ba bước chân vào ngôi nhà của Dĩ Khang và hạnh phúc tổ ấm của anh rồi. Sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi tập 4 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày hôm nay 9:30 trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.